Tại sao voi, tê giác sau khi tắm xong lại xoa bùn lên người? Voi và tê giác phần lớn sống ở vùng nhiệt đới, chốc chốc lại xuống nước ngâm mình, nhưng sau khi lên khỏi mặt nước, chúng thường phun lên cơ thể một thứ bùn nhão hoặc một lớp khá dày nước bùn loãng, kết quả là người bẩn vẫn hoàn bẩn. Chúng có dại dột không nhỉ? Không, kỳ thực, lớp bùn đó sẽ là tấm màn chống muỗi cho voi. Tuy da của voi và tê giác rất dày, nhưng ở giữa các nếp gấp của da lại có nhiều chỗ là da non mỏng mềm, không thể chống lại vô số côn trùng hút máu như muỗi, ruồi càng cua, ruồi trâu. Các loại côn trùng này rất thích chui vào các nếp gấp của da động vật đẳng nhiệt cỡ lớn như voi và tê giác, ra sức cắn và châm chích, khiến những con vật to lớn đó vừa đau vừa ngứa. Hơn nữa, động vật đẳng nhiệt sau khi tắm xong thì mạch máu dưới da nở ra rất to so với bình thường, bốc mùi tanh hôi, hấp dẫn côn trùng hút máu. Voi và tê giác cũng gặp phải tình trạng đó. Vì vậy, để tránh phiền toái, chúng bôi bùn nhão và nước bùn loãng để mong lấp kín những vết nhăn trên da, hình thành màng bảo vệ mình khỏi những kẻ không mời mà đến. Mặt khác, khi vừa lên khỏi mặt nước, da rẻ còn đang ướt, đắp ngay bùn lên da mới dễ dính. Qua đây chúng ta đã biết được rằng voi và tê giác sau khi tắm xoa bùn lên người là một hình thức tự vệ để khỏi bị côn trùng cắn.